Chào mừng quý vị đang đến với Cảnh báo lừa đảo, được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Kẻ gian có rất nhiều hình thức biến hóa tinh vi, chúng luôn tạo ra nhiều vỏ bọc khác nhau nhằm che giấu thân phận. Trong tình huống sau đây, bọn chúng đã vào vai người thân của một chủ tiệm nội thất nhằm đánh lừa người tài xế chở hàng. Cụ thể chiêu thức ấy ra sao? Hãy cùng với Thúy Quỳnh theo dõi ngay sau đây. Tôi nghe là chị Nga ơi. Alo, chú Tư hả chú Tư? Tôi nè. Xe chú có rảnh không? Qua chở giùm tôi mớ hàng cho khách đi chú. Đang rảnh nè, tôi đang ngồi uống cà phê đối diện cửa hàng chị nè. Nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại, một thanh niên ngồi uống cà phê liền lân la làm quen bác ba gác. Chú là chú hay chở đồ bên cái cửa hàng nội thất người nhà cô Nga bển hả chú? Bộ con quen bển hả? Dạ, con là bà con với cô Nga. Dạ, dạ. Bà con chắc chú nghĩ chắc bà con xa lắm á. Tự vì chú thường chở bên đó hoài mà có bao giờ thấy mặt con đâu. Nhìn qua đường, thấy cả hai cười nói vui vẻ, nên bác càng tin cậu thanh niên khi nãy chính là cháu của bà chủ tiệm nội thất. Như thường lệ, sáng hôm sau bác chở ba gác thuê đến nhận hàng đi giao cho khách ở tiệm nội thất. Thì đột nhiên có một chiếc ba gác máy khác bám theo. Chú Tư, tắp vô chú Tư. Chú Tư, con Lâm nè. Tính nào? Sao chú Tư mau quên vậy? Con Lâm, cháu cô Nga sáng nói chuyện với chú đó. À, nhớ rồi, nhớ rồi. À, Lâm á. À, rồi. Cô Nga kêu con á, kiếm cái chiếc xe ba gác nè, chạy theo chú để mà đổi hàng lại. Sao lại đổi hàng? Mà cô Nga gọi chú hoài gọi không được. Hồi sáng cái hàng xuất kho của nhân viên á, nó xuất lộn. Bây giờ là cái đơn hàng này là cái địa điểm khác. Thôi để chắc ăn chú gọi cho chị dạ. Nga coi sao. Sao kỳ cục vậy? Nghe thế, bác ba gác vội vàng gọi cho bà chủ tiệm, nhưng máy liên tục bận. Người cháu họ kia lại hối rằng khách đang cần gấp, sợ ảnh hưởng đến công việc và phải đền hàng, nên bác đồng ý cho chuyển hàng qua xe khác. Thấy người cháu họ rời đi nhanh chóng, đang lo lắng thì đột nhiên nhận được điện thoại của bà chủ tiệm, hỏi đã giao hàng đến nơi chưa, mới vỡ lẽ, không hề có sự nhầm lẫn nào, cũng chẳng có người cháu họ nào cả. Bác đã bị trúng kế tên lừa đảo mà không hay. Chỉ qua một vài lời nói tự xưng là người thân của người này người kia mà rất nhiều người đã bị sập bẫy kẻ gian. Bọn chúng đã luôn lợi dụng vào các mối quan hệ giả nhằm đánh lừa chúng ta. Thế nên quý vị hãy hết sức cẩn trọng. Nếu như có bất cứ vấn đề gì lạ thì tốt nhất hãy gặp mặt nhau để nói chuyện hoặc gọi điện thoại xác minh, tránh để tiền bạc, tài sản của mình bị mất một cách oan uổng như thế. Mong quý vị hãy luôn nhớ tới lời cảnh báo của chúng tôi. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ ngày mai trên kênh YouTube Sen Vàng TV với số cảnh báo lừa đảo tiếp theo.